Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này là hạng C. Đó chính là chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8 phiên bản G các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2006, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và chiếc xe này lăn bánh được 12 vạn km rồi các bạn ạ. Màu bạc. Đấy, một chiếc xe Corolla Altis 1.8 phiên bản G các bạn nhé. Toyota Altis thì nó có phiên bản 1.8, phiên bản 2.0. Trong phiên bản 1.8 thì nó có phiên bản số tự động và phiên bản số sàn. Thì chiếc xe này ở cái phiên bản G số sàn các bạn nhé, hộp số sàn 5 cấp các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2006, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội các bạn ạ. Đấy, Toyota Corolla Altis, tên đầy đủ là Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8 phiên bản G các bạn ạ. Phiên bản G 1.8 số sàn các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe có thể nói đời sâu nhưng còn rất đẹp, rất cứng cáp các bạn ạ. Quý vị và các bạn xem ở cái phần sau đây ạ, chiếc xe này cũng đều rất đẹp này. Những phần nước sơn bên ngoài đây các bạn này, cái nền đều rất là căng các bạn ạ, nền rất là đẹp. Có thể nói là chiếc xe này sơn cũng rất là ít cho nên là cái nền của nó còn rất đẹp luôn quý vị các bạn nha. Đấy, sơn nhiều hay là sơn ít thì các bạn phải xem lại nền của chiếc xe này, đều rất là đẹp này. Và dàn lốp còn rất là mới luôn các bạn nhé, cả bốn bánh này, cái dàn lốp cả bốn bánh này đều mới thay luôn các bạn ạ. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này về cũng chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi. Nếu thích sang tên thì sang tên xong đổ xăng vào và chạy thôi các bạn nhé. Một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp rồi các bạn ạ. Toàn bộ về cái phần ngoại thất và nội thất đấy ạ. Nội thất đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản này các bạn này. Keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này đều nguyên bản các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này là cái phiên bản G. Vô lăng cũng đã được tích hợp trên các phím điều khiển trên vô lăng. Và đồng hồ công tơ mét là chiếc xe này chạy hơn 12 vạn các bạn nhé. Đấy, lăn bánh được hơn 12 vạn km rồi các bạn ạ. Nội thất thì chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn là chúng tôi mua về là chúng tôi cũng đã bọc lại một cái bộ ghế da mới tinh luôn các bạn nhé. Vì nguyên bản số sàn này là nội thất là ghế nỉ thôi các bạn ạ. Ghế nỉ thì nó cũng đã bẩn rồi, cũng đã bắt đầu hôi cho nên là chúng tôi đã bọc lại một cái bộ ghế da. Đấy, bộ ghế da rất đẹp, rất là mới mà chúng tôi cũng đã mới bọc lại đây các bạn này. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, táp bi các thứ là còn nguyên đây, rất đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, màn hình Android rồi, màn hình Android OLED rất là xịn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe rất là đẹp các bạn ạ, toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ những ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa, keo chỉ các thứ là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên đấy ạ. Đây là cái nội thất đằng sau này, táp bi cánh cửa phía sau. Đấy, táp bi cánh cửa phía sau bên lái các bạn này, toàn bộ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này còn nguyên bản này các bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Nội thất ghế da phía sau. Đấy, chúng tôi cũng vừa mới lắp cả một cái bộ ghế da này luôn các bạn ạ. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc chạy thôi, không phải làm bất cứ một cái gì nữa. Và rất đẹp như này đây ạ. Toàn bộ nội thất đều rất đẹp, rất mới như này đây các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này, toàn bộ những cái nước sơn bên ngoài cũng đều rất đẹp, rất bóng bẩy này. Và đây là cái phần cốp của chiếc xe nhé, tôi sẽ mở cho quý bạn cùng xem này. Ốc cốp sau cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Đấy, toàn bộ là những cái ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Đằng sau này là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn ạ. Xem ở những chiếc xe này rất là dễ các bạn nhé. Phiên bản số sàn là nó không có cái nỉ chắn cốp sau cho nên là xem được rất rõ ở bên trong này. Nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm gì mà có dấu vết làm lại là nhìn thấy luôn các bạn ạ. Đấy, không giấu đi đâu được các bạn nhé. Và cốp sau tất cả là những cái phần nỉ này còn nguyên này.
lớp sơ cua này. Đấy, những cái phần bên dưới này các bạn xem này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Tất cả là còn nguyên hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, phía sau này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G sản xuất năm 2006, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 12 vạn km này, chúng tôi đang bán với giá là 180 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, với những chiếc xe đời sau này thì chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Corolla Altis 1.8G 2006 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, một chiếc xe từ 2006 đến bây giờ mà toàn bộ ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp này. Tất cả từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp này. Và chiếc xe này cũng đã được trang bị đồng màn hình LED rồi đấy, để tích hợp các công nghệ lên một chiếc xe đời sau này rồi các bạn nhé. Quý vị các bạn chạy một chiếc xe đời sau nhưng đã có đầy đủ các thiết bị để kết nối 4G và giải trí từ YouTube các thứ đầy đủ hết luôn các bạn ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn ạ. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Altis 2006 này là một cái khối động cơ xăng VVTi 1.8 lít các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Tất cả còn rất đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, máy thì có thể rất là đẹp luôn các bạn này. Toàn bộ từ những cái cabo, keo chỉ cabo này là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Altis 1.8G 2006 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.